Các bạn thân mến, mấy bữa nay chúng ta chắc ai cũng biết xôn xao vụ nhà thiết kế Thái Công là gồng không nổi mặt bằng 1 tỷ mốt ngay trung tâm Sài Gòn ha. Sự thật câu chuyện ra sao thì mình không bàn tới, nhưng có một điều sự thật nha, là ngay trung tâm thành phố Tây Ninh nè đang có một lô đất lớn 565 m², đất mặt tiền ngay khu vực chợ Tây Ninh này luôn, đang kêu cho thuê 2 triệu một tháng. Thì với mức giá này tin chắc là mình khỏi phải nghĩ tới chuyện trụ nổi hay không, mà chỉ cần tính là kiếm được bao nhiêu tiền từ việc khai thác nó. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Đây, lô đất này nha các bạn, 2 triệu một tháng à. Hướng nam, ngang 14m2, dài 38,72, phía sau nở hậu 15m8, tổng diện tích là 565,7m², đất đô thị 100% nha. Ở đây thuộc khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đường trước đất tên là đường Phạm Văn Chiêu, chính là hướng để đi vào tòa nhà Golden City nữa các bạn. Đây là dự án nhà xã hội với hơn 1.500 căn hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Sẽ là một lợi thế rất là lớn cho việc khai thác kinh doanh tại lô đất này ha. Chưa hết đâu, đi ra bên này 100m là tới đường Võ Văn Truyện, thì ngay khu vực chợ Tây Ninh và bến xe Tây Ninh luôn. Đây, khu vực chợ này là cũng rất là lâu đời và quy mô lớn, bà con buôn bán rất là nhộn nhịp. Chợ này là còn được đầu tư tới 79 tỷ để nâng cấp xây mới, hoàn thiện vào cuối năm 2024 này nữa các bạn. Bên đây mình đi 500m là tới ngã tư Dốc Cây Me, khu vực chợ đêm Cầu Quan. Này có rạch Tây Ninh nè, ngay đây thì có ủy ban tỉnh rồi ngân hàng nhà nước nên rất là an ninh. Đất cách dòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh là khoảng cây số. Chúng ta có thể thấy vị trí lô đất này khá là đắc địa ha, nằm trong khu vực dân cư đông, khí hậu mát mẻ. Mình có thể khai thác những mô hình như quán cà phê sân vườn, quán ăn gia đình, khu vui chơi, gara sửa xe ô tô hoặc làm kho bãi cũng rất là tiện lợi. Đất thì thổ cư 100% nên là mình có thể xây dựng hết đất luôn. Quan trọng là mức giá cho thuê rất là hấp dẫn. Chị Mai chủ đất sẽ hỗ trợ cho mình giá thuê từ đây tới hết năm 2024 là 2 triệu một tháng. Qua năm sau thì giá cũng rất là nhẹ nhàng là 3 triệu rưỡi nha các bạn. Hợp đồng là mình có thể ký kết dài hạn luôn. Bà con mình tham khảo sơ đồ đất luôn ha. Đất rất là đẹp nha. Hướng chính nam, bề ngang qua là 14m2 nè, còn phía sau là nở hậu 15m8, cạnh dài nhất là 38,72 nha. Đường phía trước lộ giới tầm khoảng 7-8m là đường Phạm Văn Chiêu. Thửa đất này là thổ cư 100% nha các bạn. Tổng diện tích là 565,7m², địa chỉ là phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, không dính lộ giới gì hết á. Bây giờ mình đi khảo sát một vòng nha các bạn, mình sẽ chạy ra vòng xoay trung tâm thành phố nha. Tuyến đường Phạm Văn Chiêu này là còn mở rộng nữa đó, thì mình đi 100m là ra đường Võ Văn Truyện nè, bên trái là hướng về đường Trưng Nữ Vương, bến xe Tây Ninh. Chợ Tây Ninh này là quy mô rất lớn, có tới 3-4 đường vô chợ, thì trong đó là con đường Phạm Văn Chiêu này là cũng là một hướng để vào chợ nữa các bạn. Bà con buôn bán khu vực này rất đông, đi khoảng 500m nữa là tới ngã tư Dốc Cây Me nha. Ở đây có phòng quản lý xuất nhập cảnh bên trái nè, còn bên này là phố Gia Long, khu vực chợ đêm. Anh chị em nào thích khu vực này và quan tâm tới lô đất chị Mai đang cho thuê, mình liên hệ trực tiếp chính chủ luôn ha. Số điện thoại là 0919078188, 0919078188, hoặc là 08324 16068, 0832 416 068. Giá cho thuê tới cuối năm 2024 này là 2 triệu một tháng à, còn qua năm sẽ là 3 triệu rưỡi nha các bạn. Chúng ta có một lô đất thổ cư 100%, dễ xây dựng ngay khu vực kinh doanh buôn bán ngon lành và còn quá nhiều tiềm năng. Các bạn nghĩ sao về lô đất này và mức giá mà chị Mai đang cho thuê? Hãy để lại quan điểm mình dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn tới đây mình cũng kết thúc clip. Link định vị Google Maps mình có ghim dưới phần mô tả nha các bạn. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.